Kính chào quý vị, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị nghiệp vụ bán hàng hóa dịch vụ trong nước. Tôi ví dụ, ngày 21 tháng 2 năm 2015, doanh nghiệp bán hàng cho chị Nguyễn Thanh Duyên thu ngay bằng tiền mặt. Đối với nghiệp vụ trên, quý vị thực hiện trên phần mềm như sau. Vai trò kế toán bán hàng sẽ hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo 3 bước. Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng hóa dịch vụ. Xuất hóa đơn cho chứng từ bán hàng. Lập phiếu xuất kho. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện từng bước. Bước thứ nhất, lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng hóa dịch vụ. Quý vị vào phân hệ bán hàng. Chọn tab bán hàng, nhấn thêm. Quý vị chọn loại chứng từ bán hàng cần lập. Phần mềm có 4 loại chứng từ để quý vị lựa chọn. Bán hàng hóa dịch vụ trong nước, bán hàng xuất khẩu, bán hàng đại lý bán đúng giá, bán hàng ủy thác xuất khẩu. Quý vị chọn phương thức thanh toán là chưa thu tiền hoặc thu tiền ngay. Trường hợp chưa thu tiền, quý vị khai báo điều khoản thanh toán, số ngày được nợ, hạn thanh toán của khách hàng. Nếu khi khai báo thông tin về khách hàng tại danh sách khách hàng, quý vị đã khai báo điều khoản thanh toán, số ngày được nợ, hạn thanh toán gắn với từng khách hàng rồi, thì phần mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin này, quý vị không cần phải khai báo tại đây nữa. Trường hợp thu tiền ngay, thì quý vị cần phải lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt hay thanh toán bằng chuyển khoản. Quý vị lựa chọn phương thức thanh toán và loại chứng từ để phần mềm căn cứ vào đó tự động định khoản cho quý vị. Trường hợp khi bán hàng xuất luôn hóa đơn cho khách hàng, quý vị tích chọn ô lập kèm hóa đơn. Sau đó khai báo thông tin về hóa đơn tại tab hóa đơn. Trường hợp chưa lập hóa đơn, quý vị bỏ tích ô lập kèm hóa đơn. Quý vị có thể chọn khách hàng theo danh sách khách hàng tại đây. Hoặc gõ tên khách hàng cần tìm kiếm. Phần mềm sẽ tự động hiển thị thông tin địa chỉ khách hàng mà quý vị đã khai báo tại danh mục khách hàng. Quý vị sẽ không cần phải khai báo tại đây nữa. Quý vị khai báo thêm thông tin về lý do nộp và chọn nhân viên bán hàng. Sau đó nhập các thông tin về ngày hạch toán, ngày chứng từ, số phiếu thu. Ngày hạch toán là ngày quý vị nhập chứng từ vào phần mềm MISA, thường nhập cùng ngày với ngày chứng từ để quý vị dễ theo dõi. Ngày chứng từ là ngày in trên chứng từ bán hàng. Số chứng từ là số chứng từ bán hàng, phần mềm tự động hiển thị theo số liên như quý vị đã thiết lập sẵn trong menu hệ thống tùy chọn. Quý vị chọn loại tiền hạch toán. Tại tab hàng tiền, quý vị có thể gõ mã hàng hay tên hàng để chương trình tự động lọc ra các hàng hóa cho quý vị chọn. Hoặc chọn biểu tượng ống nhòm để tìm nhanh hàng hóa theo mã hàng, tên hàng. Tích chọn hàng hóa. Sau đó nhấn đồng ý. Quý vị nhập thêm thông tin về số lượng, đơn giá và tỷ lệ chiết khấu nếu có. Quý vị chuyển sang tab thuế để khai báo các thông tin về thuế. Sau khi hạch toán xong, quý vị nhấn cất. Sau khi chứng từ bán hàng được cất giữ, quý vị có thể in được các chứng từ liên quan như bảng kê hàng hóa dịch vụ, hóa đơn, phiếu giao hàng, phiếu xuất kho bán hàng, v.v. theo các mẫu mà MISA đã thiết lập sẵn bằng cách nhấn chọn chức năng in. Sau đó quý vị chọn chứng từ cần in. Quý vị kiểm tra lại mẫu chứng từ, sau đó nhấn chọn biểu tượng in. Trường hợp muốn thiết kế riêng một số mẫu chứng từ theo đặc thù của doanh nghiệp, quý vị có thể xem phim hướng dẫn thiết kế mẫu chứng từ đặc thù trên MISA.ME.NET 2015 để thực hiện. Quý vị lưu ý, phần mềm sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản để tự động sinh ra các chứng từ thu tiền tương ứng trên phân hệ quỹ hoặc phân hệ ngân hàng. Trường hợp chọn phương thức là chưa thanh toán thì phần mềm mới hiển thị các thông tin về điều khoản thanh toán, số ngày được nợ, hạn thanh toán. Bước thứ hai, xuất hóa đơn cho chứng từ bán hàng. Đối với trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn, thì khi lập chứng từ bán hàng, quý vị tích chọn lập kèm hóa đơn. Sau khi chứng từ bán hàng được cất giữ, kế toán sẽ thực hiện cấp số hóa đơn trên thanh công cụ. Phần mềm tự động cấp số hóa đơn liên tục cho quý vị. Quý vị có thể thay đổi lại thông tin. Sau đó nhấn đồng ý. Sau khi thực hiện cấp số hóa đơn, quý vị có thể in được các hóa đơn giá trị gia tăng bằng cách nhấn chọn chức năng in. Chọn chứng từ cần in. Kiểm tra lại mẫu chứng từ, sau đó nhấn chọn biểu tượng in.
Đối với trường hợp bán hàng không xuất đơn hóa đơn, thì khi lập chứng từ bán hàng, quý vị bỏ tích lập kèm hóa đơn. Sau đó tại phần hệ bán hàng, chọn tab bán hàng. Trên danh sách chứng từ bán hàng, quý vị chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn. Nhấn chuột phải, chọn lập hóa đơn. Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin từ chứng từ bán hàng lên hóa đơn. Quý vị kiểm tra lại thông tin về khách hàng, sau đó bổ sung thêm về thuế nếu chưa có. Nhấn cất. Nếu quý vị quản lý hóa đơn trên phần mềm Misa, quý vị có thể nhấn nút cấp số hóa đơn trên thanh công cụ. Phần mềm sẽ tự động cấp số hóa đơn liên tục cho quý vị. Quý vị có thể thay đổi lại thông tin. Sau đó nhấn đồng ý. Sau khi thực hiện cấp số hóa đơn, quý vị có thể in được các mẫu hóa đơn giá trị gia tăng bằng cách nhấn chọn chức năng in, chọn chứng từ cần in. Kiểm tra lại mẫu chứng từ, sau đó nhấn chọn biểu tượng in. Bước thứ 3, lập phiếu xuất kho. Sau khi quý vị cất chứng từ bán hàng, phần mềm sẽ tự động sinh phiếu xuất kho. Quý vị kiểm tra thông tin chứng từ xuất kho. Nếu thông tin nào còn thiếu, quý vị có thể nhập bổ sung. Khai báo xong thông tin, quý vị nhấn cất. Phần mềm sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ xuất kho vừa lập sang tab nhập xuất kho của phân hệ kho. Quý vị lưu ý, nếu trên menu hệ thống, tùy chọn, tại mục tùy chọn chung, tại phần bán hàng, quý vị chưa tích chọn, tự động lập phiếu xuất khi cất chứng từ bán hàng và lập phiếu nhập khi cất chứng từ hàng bán trả lại, thì phần mềm sẽ không tự động sinh phiếu xuất. Quý vị cần phải nhấn nút lập phiếu xuất khi thực hiện lập chứng từ bán hàng. Kiểm tra lại các thông tin trên chứng từ, sau đó nhấn cất. Tại đây, quý vị có thể in được mẫu phiếu xuất kho bằng cách nhấn chọn chức năng in, chọn chứng từ cần in. Quý vị kiểm tra lại mẫu chứng từ, sau đó nhấn chọn biểu tượng in. Đối với thủ kho, sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho hàng bán, đồng thời tiến hành ghi sổ kho. Quý vị chọn thủ kho. Chọn tab đề nghị nhập xuất kho. Tất cả các chứng từ phiếu xuất, phiếu nhập đã lập sẽ tự động hiển thị bên danh sách đề nghị nhập xuất kho. Quý vị chọn chứng từ xuất kho bán hàng. Nhấn chuột phải, chọn xem. Thủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với chứng từ xuất kho. Nếu có sai lệch, quý vị có thể ghi nguyên nhân vào phần ghi chú. Sau khi kiểm tra xong, quý vị nhập ngày ghi sổ. Nhấn ghi sổ. Phần mềm sẽ tự động ghi vào thẻ kho của thủ kho. Trên đây, tôi đã hướng dẫn xong quý vị về nghiệp vụ bán hàng hóa dịch vụ trong nước. Chúc quý vị thực hiện thành công.